Hello, xin chào. Hơn 1.000 anh em. Sau đây mình xin review về phong cảnh biển hồ và review món gà nướng đất. Xin mời anh em cùng đón xem với anh em tụi mình ạ. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay hai anh em mình sẽ xin review món gà nướng đất sét. Xin mời anh em cùng đón xem cùng anh em mình ạ. Bây giờ là công đoạn mình xin nhắc hành với ớt vào trong ruột gà. Dũng thông vậy rồi. Các bạn vô. Sao nhắc ớt rồi vô được không? Được. Đây là đất, anh em mình đã chuẩn bị xong rồi, giờ mình tiến hành đắp đất vào con gà mình đã quấn giấy bạc à. Xin mời anh em cùng xem à. Vậy là thờ tuổi thơ quá. Còn nhỏ tí có chơi đắp đất không? Có.
Sau 2 tiếng đồng hồ mình chắc con gà giờ đã chín rồi, giờ anh em mình sẽ khui ra cho mấy bạn xem à. Nhắm vào chuột rồi. Khui ra. Ui, nóng quá. Ui, cháy hết rồi. Bụi hết rồi, dẹt hết ra, dẹt hết ra. Hiện tại con gà mình đã nướng xong rồi các bạn nghe. Tại là con gà hai nay mình vừa mới nướng xong và cười ra nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Sau đây mời anh em cùng thưởng thức với anh em mình nè. Mời anh em cùng thưởng thức nha. Vô, quay phim. Đúng rồi. Mình ăn thử xe vào tương anh. Biết thằng ba sao vậy. Nói chung là lần đầu tiên à, anh em mình vàng tí. Nướng thử gà này, nói chung là anh em mình chưa có kinh nghiệm gì hết á. Nhưng mà nướng ra thì nó cũng không đều. Nhìn hấp dẫn á. Rồi, cũng vàng hết luôn. Này, chấm muối 2 tí. Chấm nhiều vô nó ngon. Sao Tuấn Anh? Thơm, thơm mùi hành. Ngọt, ngọt từ thịt. Ớt cay tiết thê, nói chung là ngon. Làm mấy ngọt đấy. Rồi, xe anh nè. Anh ăn trước đi. Nói chung là mình nhìn Tuấn Anh ăn nhìn thấy hấp dẫn quá mấy bạn ơi. Mình quay phim mà mình thèm đang nuốt chảy miếng à. Chấm hành rồi. Video anh em mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy để lại một like và một share để cho anh em mình có động lực ra những video hay hơn nữa. Chào tạm biệt anh em. Tuấn Anh, tạm biệt anh em Tuấn Anh. Cảm ơn người nha.